đối lập Ukraine biểu tình tuần hành chống chính phủ. Tin từ Kiev, ít nhất 50.000 người chống tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã xuống đường tuần hành vào hôm nay ở trung tâm Kiev, làm sống lại phong trào phản đối của một Giáng sinh và năm mới tạm lắng. Cuộc biểu tình quần chúng tại quảng trường độc lập hôm nay là sự tiếp nối các cuộc biểu tình đường phố đã nổ ra vào tháng 11 sau quyết định của ông Yanukovych hủy bỏ một thỏa thuận tự do thương mại với châu Âu và hợp tác chặt chẽ hơn với Nga. Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra một ngày sau khi cảnh sát chống bạo động đã dùng dùi cui để tìm cách giải tán người biểu tình bên ngoài một tòa án ở Kiev, gây ra các cuộc đụng độ, trong đó ít nhất 10 người đã bị thương. Lãnh đạo đối lập và cũng là cựu vô địch quyền Anh hạng nặng, ông Vitali Klitschko đã nói với đám đông rằng các cuộc biểu tình hòa bình sẽ tiếp tục. Ông Klitschko đã lặp lại lời kêu gọi của phe đối lập đòi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm thay vì chờ đến năm 2015. Một lãnh đạo đối lập khác là ông Arseniy Yatsenyuk đã kêu gọi Tây Phương áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại quan chức cao cấp của Ukraine, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Vitali Sakachenko, người mà ông Yatsenyuk nói là đã vi phạm hiến pháp của Ukraine khi cho phép sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình. Trong tháng 11, chính phủ của ông Yanukovych vào phút cuối cùng đã từ chối ký một thỏa thuận với Liên minh châu Âu và thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow. Quyết định này đã lập tức dẫn đến các cuộc biểu tình phản đối và đã nhanh chóng phát triển thành một phong trào chống lại ông Yanukovych và chính phủ của ông ta. Các cuộc biểu tình phản đối đã thu hút lên đến 800.000 người vào lúc cao điểm, nhưng phong trào đã lắng xuống trong thời gian năm mới và Giáng sinh của chính thống giáo Ukraine được tổ chức vào ngày 7 tháng 1.